Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã tác động đến toàn bộ các lĩnh vực và đời sống xã hội. Tại nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội. Đại dịch không chỉ ảnh hưởng tới cách con người giao tiếp mà còn làm thay đổi cách mua sắm, làm việc, học tập. Các hoạt động như giáo dục trực tuyến, làm việc từ xa đã trở thành phổ biến. Trong bối cảnh COVID-19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu, nhiều người dùng chuyển dịch sang hoạt động trên môi trường Internet. Những kiến thức, kỹ năng liên quan tới việc bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng Internet trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong thời gian này, chúng ta thường xuyên nhận được rất nhiều thông tin và nhiều người ít chú ý khi click và truy cập thông tin này. Đây chính là điểm yếu mà các đối tượng tấn công mạng lợi dụng để thực hiện tấn công. Những kẻ tấn công có thể phát tán mã độc, mã hóa dữ liệu ransomware, email lừa đảo và các phần mềm độc hại, tận dụng các từ khóa liên quan đến COVID-19 để lừa người dùng nhấp vào liên kết độc hại. Rất nhiều phương thức tấn công có thể được sử dụng và khi thành công, hacker có thể xâm nhập vào email, máy tính của người dùng, đánh cắp thông tin và các thông tin có giá trị khác. Để trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn Cẩm nang bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch COVID-19 nhằm hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác cơ bản giúp người dùng Internet có thể phần nào bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối trực tuyến. Nội dung chính Cẩm nang bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch COVID-19 bao gồm 4 chuyên đề. 1. Làm việc từ xa an toàn. 2. Học trực tuyến an toàn. 3. Liên lạc kết nối an toàn. 4. Giải trí an toàn. Mỗi chuyên đề có những hướng dẫn cụ thể giúp người đọc có thể dễ dàng tìm được những vấn đề mình quan tâm. Chuyên đề 1. Làm việc từ xa an toàn. Bao gồm một số hướng dẫn thiết lập máy tính, thiết bị an toàn để làm việc từ xa, phòng chống thư điện tử lừa đảo, sử dụng mạng riêng ảo VPN, những điều cần biết khi làm việc từ xa, tài liệu đưa ra 10 điều cần biết khi làm việc từ xa, trong đó người dùng nên cài đặt mật khẩu mạnh với 8 ký tự trở lên, bao gồm các chữ cái, chữ số, chữ viết hoa và ký tự đặc biệt. Người dùng nên kích hoạt tường lửa, cập nhật các phần mềm và hệ điều hành, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc, mã hóa và sao lưu dữ liệu. Cẩm nang khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng với thư điện tử, quan sát kỹ địa chỉ người gửi, giả quét trước khi mở tệp đính kèm, cẩn trọng khi cắm USB và thiết bị lưu trữ di động không rõ nguồn gốc, quét virus trước khi sử dụng, cảnh giác với các tình huống lừa đảo đề nghị chuyển tiền, v.v. Chuyên đề 2. Học trực tuyến an toàn. Bao gồm một số hướng dẫn thiết lập an toàn trên các ứng dụng video conference được sử dụng phổ biến hiện nay. Phần mềm Zoom, Microsoft Teams. Người dùng cần kiểm soát người tham gia họp hoặc học trực tuyến, tránh để các đối tượng lợi dụng đánh cắp thông tin và phát tán mã độc qua các tập tin, đường link chia sẻ. Đặt mật khẩu để hạn chế các truy cập mạo danh, cập nhật phiên bản mới, cẩn thận khi chia sẻ tập tin. Chuyên đề 3. Liên lạc kết nối an toàn. Bao gồm an toàn khi sử dụng các phần mềm video conference, an toàn khi kết nối video call, chat trực tuyến, sử dụng mạng không dây an toàn. Chuyên đề 4. Giải trí an toàn. Cẩm nang hướng dẫn những điều cần biết khi sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok. Đối với mạng xã hội Facebook, người sử dụng nên xóa lịch sử hoạt động, ẩn vị trí người dùng, bật xác thực hai yếu tố, giới hạn người cho bài đăng cá nhân, loại bỏ các ứng dụng theo dõi khỏi Facebook. Đối với mạng xã hội Zalo, người dùng nên tạo mã PIN bảo mật, thiết lập nguồn riêng tư Zalo, tắt thông báo đã xem tin nhắn, thiết lập quyền xem khi đăng nhập và xóa vị trí trên ứng dụng Zalo. Đối với TikTok, người dùng nên ngăn TikTok lưu thông tin đăng nhập, kiểm tra đăng nhập bất thường và cài đặt chế độ riêng tư. Trong chuyên đề 4, tài liệu có hướng dẫn sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến an toàn với các hướng dẫn cụ thể khi khách hàng sử dụng dịch vụ e-banking, internet banking của các tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ Visa, v.v. Các hướng dẫn luôn có kèm theo hình ảnh minh họa cụ thể giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng hình dung và thực hiện đúng các thao tác. Cuối tài liệu còn giới thiệu một số công cụ hữu ích miễn phí của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia bao gồm: Thứ nhất, khongdianmang.vn
hỗ trợ người dùng Internet có thể tự kiểm tra mức độ an toàn thông tin khi sử dụng mạng với các công cụ hữu ích như kiểm tra mạng máy tính ma, kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản cá nhân, kiểm tra website phishing, kiểm tra tập tin độc hại, công cụ giải mã, nhận diện ransomware. Thứ hai, kiểm tra mức độ tín nhiệm tại tinnhiemmang.vn, cung cấp nhãn tin cậy về an toàn thông tin, giúp người dùng nhận biết và xác định các trang web tin cậy, ngăn ngừa các cuộc tấn công lừa đảo, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái uy tín, an toàn, nhằm tạo niềm tin khi sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng. Cẩm nang bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch COVID-19 thực sự là một tài liệu bổ ích và cần thiết cho mỗi người. Bạn đọc có thể đọc toàn văn và hoàn toàn miễn phí. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại!